Hiện tại rau đêm mới vừa về tới. Anh em đang gọi là đang chia rau, đang phân loại rau ra cho nó khỏi hư. Chanh rất là nhiều. Đây là những anh em mới khuân vác hàng xuống sông. Hôm nay thì có cháo trắng với lại dưa dưa cải muối, lại kho quẹt cho anh em ăn ăn khuya. Hôm nay là rau này đủ đi cho các điểm, rất là nhiều điểm. Hiện tại là bà con đã liên hệ bên bên nhóm 21 ngày yêu thương của chúng con rất là nhiều luôn, xin xin hỗ trợ nhiều lắm. Được rồi, là mình về 1.000 phần, mà hiện tại là mình đi hiện chỉ còn lại là khoảng 200 phần nữa là hết. Giờ là 3 giờ mấy sáng, 3 giờ mấy sáng ngày 11 tháng 8 năm 2021. Anh em đang phân loại ra từng loại riêng để cho lát dễ bảo quản. Sáng ngày mai thì phát cho bà con trong chung cư một ít, và còn một ít là đi ra nước ngoài.